This is Nancy Bui. Today is July 23rd, 2010. I am going to interview Mr. Nguyen Dinh at SBTN DC studio in Washington, DC. This is a part of 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Thưa ông, xin ông có thể cho biết tên ông là gì ạ? Tôi là Nguyễn Đình Kỳ. Dạ. Ông có thể cho biết ông sinh ra ở đâu và năm nào? Thật sự ra thì tôi sinh ra ở Huế. Dạ. Nhưng mà bố tôi là người Bắc đó. Mà dạ, theo cái tục lệ hồi đó thì cứ đem về nhà quê khai sanh. Dạ. Thành tôi khai sanh ở Thái Bình. Nhưng dạ, thật sự khai sanh ở Huế thì má tôi là người Huế. Dạ vâng. Thưa ông thì ông... có còn kỷ niệm nào vào cái thời thơ ấu ở làng xã của ông, làng thôn của ông không? Thật sự thì tôi ở Huế cho đến 5 năm tuổi tôi mới về ngoài Bắc. Dạ. Thì ở có mấy năm tôi lại theo bố tôi đi làm ở trong Vinh, Nghệ An đó. Dạ vâng. Tôi ở Nghệ An cũng lâu lắm, tôi học Nghệ An cho đến năm thứ 3 trung học. Dạ. Thì lúc đó tôi mới lại trở về ngoài Bắc. Dạ. Thì tôi lại đi học ở Nam Định. Dạ. Cho đến năm 44 thì tôi đậu bằng cao đẳng tiểu học đó. Dạ. Thì sau đó là năm 1945. Dạ. Thì đảo chính Pháp đó. Dạ, đảo chính Pháp thì thành dạ, tôi cũng ở nhà quê luôn. Dạ, vâng. Mãi sau cho đến năm 50 á. Dạ. Thì từ 45 cho đến 50 tôi có đi làm cho Ủy ban kháng chiến và hành tránh của Cộng sản đó. Dạ, vâng. Rồi sau đó tôi đi dạy học. Rồi dạ, tôi thấy là tôi bị kỳ thị nhiều hơn. Dạ. Vì má tôi là người Hoàng Thái, dạ, nên về cậu cũng thích bỏ ra. Dạ, vâng. Họ đã kỳ thị tôi thì tôi bỏ đi dạy học. Dạ, vâng. Cho đến năm 50 đó, thì Pháp đánh sang Thái Bình thì tôi mới chạy về bên Nam Định, sau đó lên Hà Nội. Dạ, vâng. Vậy thì bác cũng hình như là đã thời gian mà ở với cái làng thôn nhiều nhất là Nam Định, bác có cái kỷ niệm gì đặc biệt mà bác vẫn còn nhớ không? Thật sự thì ở Nam Định tôi chỉ đi học có một năm mà. Ồ, dạ vâng. Tôi học có một năm ở Nam Định thôi. Dạ vâng. Rồi sau đó tôi thi, tôi tự học và tôi thi bằng diploma của dạ, thời Pháp năm 1944. Rồi dạ, sau đó là dạ, tan hàng luôn. Dạ vâng. Dạ. Nhật đọc chính Pháp đó. Dạ vâng. Ông có thể cho biết thời nhỏ thì vui chơi như thế nào, ông chơi với nhau không? Chơi đùa những cái trò chơi gì? Dạ. Cũng đá banh rồi cũng chơi những cái trò lặt vặt đó thôi chứ không có dạ, gì khác. Dạ, không có gì kỷ niệm đặc biệt hoặc mất. Dạ. Còn trong gia đình của ông thì ba má có bao nhiêu người con và ông là người thứ mấy? Ba tôi là có hai bà rồi. Dạ. Thì bà thứ nhất, tôi là con bà thứ nhất thì là sáu đứa, sáu dạ, người. Sáu người thì tôi là người thứ sáu, út, con út của má tôi. Dạ. À, bà hai thì có hai em tôi. Dạ. Mà hai em tôi bây giờ cũng mất cả rồi, còn tôi thì bây giờ chỉ còn có bốn người thôi. Dạ. Bốn anh em. Dạ. Dạ vâng. Như thế thì những người đó đều được đi học cả vào cái trình độ học vấn tới đâu? Thì chúng tôi cũng đậu bằng cao đẳng tiểu học hết. Dạ. Rồi thì có hai, nhưng mà ba anh lớn của tôi thì là nhập ngũ hết. Chỉ riêng tôi là không phải nhập ngũ thôi. Tôi không hiểu tại sao mà tôi lại được quan dịch lâu như thế. Dạ vâng. Ba người anh nó có lên làm sĩ quan hay có... Ba anh tôi đều làm trung tá hết. Trung tá của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Và hai ông thì về hưu rồi. Dạ vâng. Thì cũng bị đi học tập đến đi cải tạo tập trung đến năm số năm á. Dạ vâng. Về còn ông anh thứ ba của tôi với tôi thì may mắn bây giờ chúng tôi đã đi thoát vào năm 1975. Dạ vâng. Dạ thưa ông thì ông nói là gia đình ông là thuộc gia đình hoàng tộc. Dạ. Và về phía mẹ phải không má, ạ? Dạ vâng. Má của ông thì trong cái gia đình hoàng tộc như vậy có cái gì đặc biệt so với những cái gia đình khác, ông có thể kể về cái đời sống hay là cái hồi đó tôi không biết lắm về cái tôi biết khi tôi hỏi về má tôi đó. Dạ. Về má tôi thì cũng mất sớm. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà má tôi thì là con một ông gọi là ông Kiên Quận Công. Dạ. Kiên Quận Công tức là con của ông Kiên Thái Vương. Dạ. Mà Kiên Thái Vương thì phải nhớ rằng là hồi đó có một cái thơ, một cái câu thơ đó. Dạ. Nói một nhà sinh được ba vua. Dạ. Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài.
Và cái ông ngoại và cô ngoại của tôi đó là ông Kiên Thái Vương. Và cái ông đó sau người ta bảo lên làm vua, ông sợ luôn, ông dám làm vua bởi vì cái ba anh của ông là một ông thì thua chạy, một ông thì bị đi đẩy, một ông nhiều ông thì bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết họ họ hãm hại đến chết đó. Thành thử ra ông không không dám lên làm vua hay sao? Thì ông cụ ngoại tôi á, không kêu làm vua thì ông sợ, ông không dám làm nữa. Thưa ông thì gia đình bên ngoại của ông bên hoàng tộc đó trong cái cuộc mà chiến tranh Nhật Pháp này nó có cái gì bị ảnh hưởng hay có ai chết chóc hay bị giết hay gì không? Thì bên hoàng tộc của tôi thì thứ nhất là má tôi rất là gần với ông Bảo Đại và bà chị của bà nội tôi đó là vợ của ông Đầu Khánh. Con của ông Nguyễn Hữu Độ là kinh được sứ Bắc Kỳ đó. Thì thành ra là bên họ nhà họ ngồi tôi cũng là rên đại gia, nói là đại gia là vì dòng dõi của ông Nguyễn Hữu Độ. Ông cụ tôi cũng là tổng đốc ba tỉnh là Sơn Hưng Tuyên tổng đốc, mà cái tước của ông là Thái Bình Thiếu Bảo. Thì sau đó nhưng mà ông nội tôi cũng mất sớm, mà bố tôi cũng mất sớm nữa. Thành ra là từ đó nó cũng đi xuống luôn. Thưa ông thì là một người trẻ mà nhìn thấy những người cha bác mình làm quan lớn rồi trong dòng tộc như thế thì ông nhận xét họ ra làm sao? Họ họ là những người như thế nào? Thật sự thì lúc đó tôi còn nhỏ quá. Là cụ tôi cũng cụ gọi là cụ thường đó, cụ cũng mất sư mất trước khi tôi sanh ra đó. Thì ông nội tôi cũng vậy. Ông nội tôi chỉ sống được có 31 tuổi này, mà bố tôi chỉ sống có 33 tuổi thôi. Đấy thì bây giờ mấy anh em tôi mới có thể sống lên được 80 mấy cả. Thưa ông thì ông có bao giờ gặp ông Bảo Đại mà ông vua cụ vua Bảo Đại? Thôi không đi gặp các ông làm gì, bởi vì mình cũng không lấy gì khá lắm. Gặp cũng bởi vì sau đó là sau 45 rồi thì cũng tan hàng hết rồi, má tôi cũng đâu có về Huế nữa. Thì ông má tôi là ngang hàng là gọi là bà cô của ông Bảo Đại. Bà cô. Ông có bao giờ tham dự một cái cuộc họp mặt của hoàng tộc bao giờ chưa? Không, tôi không có về Huế mấy, tôi không có ở Huế nhiều. Nhưng mà mấy ông anh bà con của tôi có ông Bảo Trọng. Ông Bảo Trọng tức là ông ấy làm giám đốc nha công an trung phần đó. Thì ông đó cũng là cũng khá lớn. Nhưng mà các anh tôi thì biết nhiều hơn là tôi. Tôi cũng ít tuổi, tôi cũng ít khi hỏi thăm cái điều đó, tôi mình thấy đến không tiện, tôi cũng ít lại vã. Là một người trong hoàng tộc nó có giúp gì cho cái cuộc sống của ông hay là cái nghề nghiệp của ông? Không, hay? Cháu tôi thì không trả giúp. Trả giúp gì? Khi mà tôi bắt đầu đi làm thì các hoàng tộc cũng tan hàng hết rồi. Xuống hết sau 45 là cũng ông Bảo Đại cũng thoái vị rồi tôi. Nhưng mà tôi bị cái ảnh hưởng là ở làng người ta biết. Thành ra thế cái sau năm 45 là ở làng họ cũng không thích, họ bảo là tôi là thuộc cái phái Bảo Hoàng, nhưng thật sự tôi chẳng có Bảo Hoàng gì cả. Ngay đi làm ở quận huyện thì họ cũng kỳ thị như vậy. Tức là trong hoàng tộc không được hưởng những cái gì coi như là tốt cho mình mà ngược lại còn bị kỳ thị nữa. Không, tôi bị kỳ thị chứ tôi chả được hưởng cái gì về hoàng tộc cả, bởi vì lúc ấy tôi còn nhỏ quá, mà khi tôi bắt đầu 18, 19 tuổi đi làm thì các ông ấy cũng xuống hết cả rồi. Thưa ông có nghĩ là trong gia đình ông có một cái truyền thống gì đặc biệt không? Trong gia đình, ví dụ như những cái tục lệ hoặc là tên tuổi, tên là Nguyễn Định Kỳ thì nó có tên là Nguyễn, họ tôi là họ Nguyễn Định là một cái họ lớn ở trong làng đó. Thì họ Nguyễn Định là một cái họ nhiều người nhất. Một cái làng mà tôi ở ngay chỗ bến đò Tân Đệ. Vậy thì mỗi người trong gia đình đều có cái họ là Nguyễn rồi Lót Nguyễn, là Nguyễn Đình. Hết, Nguyễn Đình. Nguyễn Đình hết à. Kể cả phụ nữ à? Phụ nữ thì Nguyễn Thị chứ. Nguyễn Thị. Còn các ông thì là Nguyễn Đình. Còn đàn ông là Nguyễn Đình hết. Nhưng mà anh em tôi thì ông cụ đặt tên là Bộ Ngọc.
Ngọc là viết theo tiếng Hán hay sao? Viết theo chữ Hán, dạ, vâng. Có tiếng Ngọc viên cảnh ấy. Dạ. Nhưng mà vẫn đọc là Đình như thế nào? Tên Kỳ chứ. Ờ, Kỳ, ồ, Kỳ là có bộ ngọc ở trong đó. Dạ, vâng. Anh tôi là Trân cũng có bộ ngọc, Khuê cũng có bộ ngọc, Bảo cũng có bộ ngọc. Dạ, vâng. À, trong nhà mà Thủa còn sống nhà quê đó thì ông nghĩ đến cái thôn làng của mình và những người coi như là họ là những người hàng xóm của mình đó thì có cư xử với nhau như thế nào không? Có thì ở trong làng thì rất là thân mật với nhau chứ, mình là người nước thì dạ. quen biết hết dạ. Nhưng mà có điều là hồi đó tôi ở trong làng thì tôi cũng không có thuộc cái tục lệ ở làng lắm đó. Dạ. Ví dụ như hội họp ở làng Ma Chay Cũ Vạn thì tôi đi dự. Dạ, vâng. Rồi mình không biết dự, dạ. mình không biết cái lối ăn uống của họ đó. Dạ, vâng. Mình đi học ở ngoài tỉnh về thì thông đường là nó phóng khoáng hơn. Dạ, vâng. Dạ. À, thưa ông thì dạ vâng. À, thưa ông thì ông có thể cho biết là ngoài cái vấn đề học chữ đó thì ông có cái nghề nghiệp gì về cái thật sự đó thì tôi cái hồi mà sau năm 45 á, thì tôi ở sau 44 45 46 á, thì tôi ở nhà quê đó. Dạ vâng. Thì tôi ông nội tôi là một cử nhân, hắn học nhiều sách chữ Nho lắm. Dạ. Thành ra tôi cũng học chữ Hán. Dạ. Học chữ Hán thì tôi học thì tôi cũng đọc được chữ Hán mà ngay bây giờ tôi đọc chữ Hán cũng vẫn được nữa. Dạ vâng. Mà tôi cũng không ngờ là sau cái chữ Hán là mình học chơi như vậy mà dạ. sau cái khi tôi trở về Hà Nội tôi dạ. đi học tú tài đấy dạ. tôi đi tú tài với ban cổ điển tức là ban Hán văn dạ. thì lúc tôi học chính học chơi thôi dạ. nhưng mà học để biết đọc thôi dạ. đọc sách Tam Quốc hay là dạ. Đông Chu Liệt Quốc chẳng hạn bằng dạ. nguyên văn á. Nhưng rồi không ngờ đến sau khi mà tôi học tú tài ở Hà Nội thì tôi lại dùng cái chữ Hán nó để đi thi cái ban cổ điển được. Ồ, dạ vâng. Rồi sau đó ông có dùng chữ Hán để làm vào công việc của mình hay là có tra cứu? Mình đi làm thì mình có phải là nhà văn được, mình tra cứu chữ Hán. Dạ. Bởi vì sau đó tôi đi học luật. Ồ, dạ vâng. Tôi đi học luật, tôi làm ở bên tòa án. Dạ vâng. Thành ra nó chả xài gì đến cái chữ Hán cả. Dạ vâng. Mấy chục năm đâu có xài cái gì. Dạ vâng. Thế ông thì bằng lớn nhất cuối cùng của ông là bằng cử nhân luật. Cử nhân luật. Dạ vâng. Ông có ra nghề luật sư không hay là? Không, tôi làm thẩm phán. Thẩm phán, dạ vâng. Thế ông thì thẩm phán là lúc bây giờ ông làm tòa gì? Tôi đi làm nhiều tòa lắm. Dạ. Tây Ninh, Vĩnh dạ. Long, dạ. Cần Thơ. Dạ. Sau khi đổi về thì tôi đổi về tòa thượng thẩm Sài Gòn. Dạ vâng. Thì mới đổi từ tháng Giêng 75 thì đến tháng 4 là mình cũng tan hàng rồi. Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái công việc thẩm phán ở một tòa án, cho là tòa án cuối cùng đi, tòa thượng thẩm đi thì ông có thể kể là cái công việc là như thế nào không? Tòa thượng thẩm thì nó nhiều người lắm, dạ. tôi chỉ là một hội thẩm thôi. Dạ. Thì nó có ban dân sự, ban hình sự, nó nhiều khi có phiên tòa mà tôi được chỉ định thì tôi mới chỉ là ngồi là một phụ thẩm thôi. Chứ dạ. còn cái ông cao cấp hơn tôi thì ông làm chánh thẩm. Dạ. Bởi vì khi xử án thì có 3 người. Dạ. Cái tòa dưới thì chỉ có 1 người thôi. Dạ. Mà họ thượng thẩm là mình xử lại những cái tòa vâng, dưới đưa lên à? Vâng, những cái tòa người ta chống án dạ. đưa lên tòa trên xử lại đó. Dạ. Mà xử lại đó là xử cái nội dung hay là xử hình thức? Xử hết cả chứ. Cả hình thức lẫn nội dung. Dạ. Nội dung. Dạ vâng. À, thưa ông có một cái vụ án nào trong suốt thời gian ông làm thẩm phán nó ly kỳ mà hay là nó tạo một cái ấn tượng hay một cái điều gì cho ông vẫn nhớ? Thì tôi có làm chánh thẩm toán quân sự mặt trận vùng 4 chiến thuật đó. Ừ, dạ vâng. Thì tôi cũng đã xử rất nhiều cái vụ án liên quan đến Việt Cộng. Dạ vâng. Và Đào Ngũ. Dạ. Tôi tuy là ở bên dân sự nhưng tôi được bổ nhiệm làm chánh thẩm toán quân sự mặt trận vùng 4 chiến thuật. Dạ vâng. Thì tôi cũng đã xử nhiều anh Việt Cộng lắm. Dạ. Thì tử hình cũng có nhưng mà thì chưa thi hành bao giờ cả. Dạ. Nhưng mà còn án tòa, án tù thì cũng nhiều. Dạ. Nhưng vì thế nếu mà Việt Cộng là nó hận mấy anh thẩm phán lắm. Dạ. Bởi vì họ cho rằng là tòa án là công cụ của chính quyền. Dạ. Mà thật sự bên tòa án cái người mà khúc quyền nhiều nhất là chính là cái ông biện lý chứ không phải ông chánh án. Ông công tố viện. Ông công tố viện, ông dạ. là buộc tội, dạ. ông là truy tố. Dạ. Ông không truy tố thì tòa án đâu có xử được. Dạ.
Nhưng mà việc cộng thì nó không cho là cái ông biện lý công tố viện là quan trọng hơn là ông tránh án, thì bao giờ nó cũng cũng trù dập cái ông tránh án nhiều hơn. Ông nào mà bị bắt đi tù cũng là trên 10 năm hết. Dạ vâng. Thưa ông thì cái tuổi ông thì chắc là ông có tham dự vào cái cuộc di cư 554 không ạ? Có chứ. Dạ vâng, ông có thể kể lại cho Tôi cái hồi đó là tôi vào Hà Nội từ năm 50 thì tôi có đi làm ở Bộ Y tế. Rồi đến năm 54 thì tôi đã học luật được 1 năm rồi. Tôi học luật từ năm 53. Năm 53 tôi thi đậu tú tài đó. Thì tôi học luật được 1 năm, đậu năm thứ nhất rồi thì di cư vào trong Nam là năm 54. Ông đi bằng tàu hay bằng máy bay thế nào? Ông nghĩa là sau khi ký hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 đó, thì tôi hồi đó là có ông đại biểu, ông đại biểu chính phủ là tên gì đó, tôi cũng không nhớ, nhưng mà ông đó là ông Lê Công Luật, ông hồi đó ông làm thì người ta cho ghi tên đi đi vào Nam ngay, thì tôi ghi tên ngay và chỉ mùng 1 tháng 8 năm 54 là tôi ở Sài Gòn, chỉ có 10 ngày sau tôi ở Sài Gòn. Gia đình bên đông có ai kẹt lại ở miền Bắc không? Miền Bắc bên gia đình gần cận của tôi là đi vào Nam hết. Rồi sau đó thì một trong thời gian mà 54 đến 75 nó có những cái biến cố lớn như là đảo tránh ông Diệm hoặc dạ là Mậu Thân, thì ông có tham dự trực tiếp gì vào những cái đó không hay Không, là tôi không tham dự nhưng mà tôi cũng bị ảnh hưởng mấy cái đó. Bởi vì những cái nhất là cái Tết Mậu Thân, cái hồi đó tôi đang làm chánh án ở tòa sơ thẩm Cần Thơ đó, thì cái nhà của tôi đó là ngay bên cạnh quân đoàn, thì Việt Cộng nó ở bên bên cái trường tiểu học, nữ tiểu học trước cửa nhà tôi, thì từ đó nó bắn vào quân đoàn mà đánh vào trước cửa nhà tôi, có người chết ngay trước cổng nhà tôi á. Mà hồi đó thì cũng là cũng rùng rợn lắm, nhưng mà may mắn là tôi không việc gì. Trong cái cuộc chiến tranh đó thì lúc nào thì ông cảm thấy là chiến tranh nó đang ở bên cạnh mình đấy rồi. Nhiều khi tôi với chắc cái trận Mậu Thân hoặc là tôi ở Châu Đốc thì cũng, nhưng mà tôi cũng may mắn nhiều hơn là cứ cứ nó pháo kích vào Cần Thơ thì tôi ở Châu Đốc, thì khi tôi từ Châu Đốc đổi sang Cần Thơ thì nó pháo kích vào Châu Đốc thì tôi đã ở bên Cần Thơ rồi, thì thành ra tôi mấy cái trận pháo kích thì tôi thoát hết cả. Thông cái cuộc chiến từ 54 75 thì gia đình bên ông có bao nhiêu anh em? Như ông nói là ông là người con Tôi là con trẻ thứ nhất, con sáu út là trong con út, sáu người con. và những người kia thì có ai mà đi quân đội bị chết Thì hoặc bị thương tật tôi thì có hai 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 em với một một em với một cháu bị tử trận. Bị tử trận, dạ vâng. Người em đó là em vợ tôi. Em vợ tôi anh ra là đại úy nhảy dù. Thì khi mà đi hành quân anh đi về cái đóng quân ban đêm ở một cái trại bảo an đoàn đó, thì cái bảo an đoàn nó bị nổ tiếng, nó dẫn được còn vào, thì cái người em của tôi là trời nó nóng thì anh ta không ở trong hầm mà anh ta lại leo lên nắp phòng anh ngủ cho nó mát, Ôi trời, thì anh ta bị tử trận. Thế còn một cháu của tôi thì nó là thiếu cái biệt động quân trong cái trận chiến cuối cùng 75 á, thì nó chạy từ Đắc Tô đi về đến 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 Sài Gòn đó, không tới nơi và bị tử trận ở giữa đường, mất xác luôn. Thưa ông, cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, cái ngày hôm đó ông đã ở đâu và ông đã đang làm gì vào cái lúc đó? Thật sự đó thì tôi là cái người may mắn nhất, thành ra tôi đã đi được từ ngày 22 tháng 4 rồi. Thì cái ngày 22 tháng 4 là tôi đã ở bên bên Phi Luật Tân rồi. À, mấy ngày hôm sau, 3 ngày hôm sau thì họ chở tôi sang Guam. Và cái ngày 30 tháng 4 là lúc đó tôi đang ở Guam. Ông nghe tin Sài Gòn mất bằng cách nào ạ? thì trong đài phát thanh. Cảm tưởng và cái phản ứng của ông lúc bây giờ Nhưng mà là lúc sao? đó thì mình thấy không hiểu là cái đời nó sẽ ra sao, bởi vì lúc mình đi đâu có biết là đi đâu,
thì họ có đưa đâu thì mình đưa đi đó, mà mình không biết được cách làm ăn như thế nào, làm sao mà sống. Rồi mấy lúc tôi đi tôi có 7 đứa con, bảy đứa con đi theo, hai đứa cháu và tôi với nhà tôi là 11 người, và đặc biệt nhất là có theo một người làm. Thưa ông sống suốt thời chiến tranh như vậy, ông nghĩ gì về chiến tranh miền Nam? Tôi là một cái anh chống cộng chứ, thành ra tôi thấy đánh nhau mà đánh cái cộng đánh ra Bắc các thứ là tôi cũng hoan nghênh lắm chứ. Mà tôi cũng có gặp nhiều, nhiều người nói là họ làm cho bên bên gọi là xứ Mỹ, họ có đi thăm dân cho biết sự tình đấy. Thì anh ta đến cứ hai người gặp tôi đến nói chuyện thì tôi bảo là phải đánh ra ngoài Bắc thì mới thắng được chứ. Chứ anh cứ cứ chờ nó đánh rồi mình mới chống lại là sao mình thắng được, mình phải đánh thẳng ra ngoài Bắc đi. Thì cái người đó bây giờ tôi còn nhớ anh ta ở đây chứ không ở đâu hết đấy. Mà không biết có phải anh ta không, thì tôi nhớ không đúng, nhưng mà anh ta bảo cái đánh ra ngoài Bắc thì Trung Cộng can thiệp thì làm sao? Vì cái hồi đó Mỹ nó cứ sợ Trung Cộng can thiệp. Tức là cái người mà ông nói tới đó là người Mỹ Người ấy. Mỹ. Vậy ông vậy là chắc khi làm việc của ông bắt đầu tiếp xúc với người Mỹ vào những năm nào cơ? Thì cái lúc Mỹ họ sang thì mà chiến tranh mở rộng ấy là 64 á, 64 là Mỹ sang nhiều lắm. Ông gặp gỡ họ hoặc là liên hệ với họ thì ông nghĩ là họ là những người như thế nào, những người Mỹ ấy. Nhận xét của Người ông. Mỹ thì theo tôi thì họ lính tráng thì nó cũng cũng không lính gì là mà hăng lắm, lính họ cũng không thích lắm, nhưng mà lính nó cũng cũng bừa bãi lắm. Vừa bãi là như thế nào? Nhiều bãi ví dụ như là họ còn nhiều người họ cũng nó không có kỷ luật đấy, nhiều người cũng không có kỷ luật lắm. Thưa ông nghĩ gì về cái chính sách của người Mỹ đối với Việt Nam trong cái thời chiến tranh và sau thời chiến tranh? thì theo tôi nghĩ thì là cái hồi chiến tranh Mỹ nó không đánh nó không hết mình, nó đánh cầm chừng thôi. Rồi sau thời chiến tranh. Sau thời chiến tranh thì mình đi Mỹ đi sang đây mất rồi còn đâu, sau 73 thì họ bắt đầu họ rút rồi thì mình cũng thấy họ có gì nữa, họ đi sau 73 họ xong rồi thì họ đâu có tiếp xúc với Việt Nam nhiều nữa. Rồi sau này họ lại bắt đầu trở lại Việt Nam. Sau này là bao giờ? Bây giờ đây họ đang À trở bây lại. giờ thì họ trở lại Việt Nam vì là cái quyền lợi của họ, thì mình thấy là chỉ được tiếc một điều là anh Việt Cộng anh ấy đánh Mỹ cho chán rồi bây giờ anh để theo Mỹ thì rốt cuộc ra cũng chán thôi, thì cả tốn biết bao nhiêu tiền, chết biết bao nhiêu là người. Cái hồi đó quốc gia chính phủ quốc gia mình có phải tốt hơn, tốt hơn nhiều bây giờ mình sẽ thắng Việt Cộng rõ ràng chứ, Việt Cộng không thể nó hơn mình được. Thưa ông thì ông nói là ông đến Guam, ông tức ông rời khỏi Việt Nam trước sớm ngày 22 và đến Guam vào những ngày cuối của tháng 4, thì ông có thể kể cho cái đời sống ở trại tị nạn như nào? Ông đem được cả ông có 9 người con hay 7 ạ? Vâng, 9 bảy 7 đứa 7 đó. với hai đứa cháu nó lên chơi thì tôi cũng đưa đi luôn, Mà ông đi bằng máy bay tôi đi đi bằng vào máy bay, Tân Sơn Nhất. tôi đi bằng máy bay. Tức là lúc bây giờ người ta đến mời ông đi hay là đi thế Không, tôi được người ta cho đi chứ không phải là người ta mời, nào? vì nói thiệt ra trong cái số như 1 triệu người mà đi được di tản trong hồi đó thì tôi nghĩ tôi là cái người may mắn nhất. Và bởi vì cái người Mỹ mà đưa tôi đi tôi không quen họ, tôi không quen. Làm thế nào không quen mà họ cho ông Bởi đi? vì cái hôm đó là ngày 21 thì ông Thiệu từ chức, thì tôi có một người bạn, cái anh đó là trung tá lực lượng đặc biệt, thì anh đó với tôi là thông thường là cứ cứ tính là đi là rủ nhau đi. Thì anh đó thì anh nói với tôi là anh ấy quen một ông cha ở một cái trại tị nạn ở ngoài Long Hải, và cái ông cha cho biết là khi nào mà di tản thì Mỹ nó chở cả cái trại đó ra. Thì anh ông ta hỏi bây giờ các anh muốn đi thì ra mọi đó nằm ở ngoài đó chờ sẵn đi,
Nhưng mà mình nghĩ là mình đi làm nên làm sao mà mình bỏ sở mà đi ra ngoài cái trại tị nạn mà nằm ở trong đó mà chờ đi biết bao giờ mới đi. Nhưng mà anh ta nói thì anh ta đem hai người con ra gửi ngoài trại ấy. Chiều 21 thì ông Thiệu từ chức. Thì anh ta điện thoại tôi bảo bây giờ Thiệu từ chức rồi thì mình có thể hoãn được. Thế là ngày hôm sau 22 anh ta mới đi ra ngoài dắt hai đứa con về. Đem về chiều hôm đó đó, chiều 22 vào khoảng độ 6 giờ chiều anh ta đến nhà tôi chơi bàn chuyện đấy. Thì anh ta đậu cái xe ở trước cửa nhà tôi. Cái xe của anh ta nó bít cái lối vào cái nhà anh Mỹ đó. Mà cái hồi đó tôi ở cái khu nhất linh đó là cái khu cho mướn cho Mỹ mướn nhiều lắm. Cứ chiều chiều tôi thấy một cái xe camion nó đem nó đến đó nó chờ đến ngày mai mình lại thấy trong cái khu của mình nó ít người đi. Bởi vì nó chở người Mỹ đi. Thì tôi biết là cái anh đó cho nhiều người đi lắm. Tình cờ cái hôm đó thì trước đây tôi có tiếp xúc với mấy người làm của họ, nó bảo để tôi muốn gặp anh đó. Thì họ bảo cái anh này nó khó lắm. Nhưng mà cái chiều hôm đó thì tình cờ cái người bạn tôi đến lại gặp cái anh Mỹ đó, nó kêu anh ta re cái xe ra cho hắn ta đi vào nhà hắn, ở cái nhà tôi ở cái khu Nhất Linh. Thế thì tôi mới nói với anh ta anh Mỹ này cho nhiều người đi lắm. Rồi hai người nói chuyện với nhau thế nào, họ kéo nhau nhà tôi hỏi bây giờ anh các anh muốn đi tôi sẽ cho các anh đi 30 người. 8 giờ tôi sẽ đem xe đi chở anh vào Tân Sơn Nhất. Thì anh kia lo đi về nhà gom góp người nhà anh ấy, con cái anh ấy. Thì tôi thì hôm đó là con cái ở nhà hết về, tôi đã dặn là đi chơi đâu bây giờ nguy lắm phải về nhà trước 5 giờ. Thì khi anh cho đi thì là mình sẵn sàng. Thì họ đem cái xe đến họ chở tuốt vào trong Tân Sơn Nhất đấy. Rồi bảo có máy bay rồi đưa ra máy bay ngồi, ngồi lát nữa máy bay đi tuốt sang bên Phi Lợi Tân. 12 giờ đêm 22 tháng 4 là tôi đã ở phi trường các phiêu mà tôi hồi đó không biết cái phi trường đó tên gì. Thưa ông là đang có nhà có cửa, đang làm ông chánh án của tòa thượng thẩm. Trong mấy phút đồng hồ ông bay ra khỏi sang đến Phi Luật Tân trở thành một người vô tổ quốc, vô nghề nghiệp, không có một cái gì nữa cả. Cái cảm tưởng của ông như thế nào? Bởi vì trước thì tôi vẫn bảo là phải liều. Bởi vì tôi biết là cái có một hồi tôi làm ở Tây Ninh tình cờ tôi bắt được một cái đài Việt Cộng. Thì trong đó hắn báo cáo là vừa mới bắt được một tên quận trưởng Bắc Kỳ di cư và đã giải về Nguyên quán. Là cái hồi đó tôi đã biết là nó bắt được cái anh Bắc Kỳ di cư là nó đưa về Bắc. Cá nhân tôi đã nghĩ rằng là mình không thể sống được, mình phải đi bất cứ đi đâu thì mình liều. Thứ nhất là phải có ba điều kiện, theo tôi muốn đi được phải có ba điều kiện. Thứ nhất là phải liều, thứ hai đừng tiếc của, thứ ba phải may mắn. Tôi là người hội đủ cái điều kiện đó. Thứ nhất là tôi liều đi đâu tôi cũng đi hết, làm cái gì tôi cũng làm. Sang là sao tôi sống được là tôi làm cu li tôi cũng đi nữa. Thứ hai là tôi không có tiếc của, lúc tôi đi là nhà cửa để nguyên, đi chỉ có cái túi vải quần áo với là gặp may gặp cái anh Mỹ đó hôm đó. Mà cái cảm tưởng của ông ngồi bên cái xứ người đó như thế nào vào cái lúc đó? Không, nhưng mà cái lúc đi thì mình chưa kịp nghĩ tới. Nhưng mà cái khi mà đến nơi rồi mà vào trong cái nơi tạm trú là một cái hangar máy bay, trong đấy nó xếp hàng ngàn cái giường rồi, họ cũng chuẩn bị họ chuẩn bị để đón người mà. Bởi vì lúc đó là cái operation gọi là operation New Life nó bắt đầu rồi. Tôi là người đi không có giấy tờ gì hết, tôi đâu có giấy tờ gì, tôi chỉ có căn cước không à. New Life hay Free Con Win nữa đó. New Life với New Operation of New Life. Operation New Life New là đã có 400 triệu gì để nó đưa 140.000 người đi đó. Nhưng mà không gấp quá không đem được 140.000 người, thành cho xe tôi nghĩ ra ngoài khơi nó bắt hết cả người nào có thuyền nữa là thành. Vì thế Louisiana là những người mà ở Long Hải bắt buộc phải đi, nó ra đấy là nó vớt đi hết. Theo tôi nghĩ như vậy.
Rồi tức là Nhưng mà bạn lúc mà tôi vô đến trại mà ban đêm nó mới thấy là nguy hiểm, tiếc của. Bởi vì tự nhiên là mình trắng tay không còn cái gì nữa hết. Thứ hai là mình không biết ngày mai mình đi làm cái gì để mà sống. Mà trong lúc đó thì 7 đứa con, 2 đứa cháu chứ không phải đi. Mà những người con nó họ có khóc hay buồn Không, hay mấy gì đứa không? nó cho là đi Vui chơi quá. mà nó thích quá. Thì mấy đứa nó còn nhỏ mà. Thế còn đứa cái người con lớn nhất của tôi sinh năm 53 là cái hồi đó 75 mới 22 tuổi, anh ta đang học đại học luật thì ở Cần Thơ kêu về, tôi bảo đi về cho anh ta đi về mới được có 1 2 ngày thì đi chứ. Chứ nếu anh ta kẹt lại thì chưa chắc tôi có đi hay không. Thưa ông, theo ông thì vì sao miền Nam bị thua? Cái Mỹ nó không thích nữa thì mình thua chứ sao mình. Chứ anh Việt cộng với mình thì cũng là nhờ ngoại quốc cái gì, mà anh Việt cộng với mình cũng là người Việt Nam cả thì anh Việt cộng là sao hơn mình cũng thế chứ gì. Nhưng mà hắn được cái người đàn anh lớn của nó là toàn quyền mà viện trợ cho anh ta, còn của mình như Mỹ năm nào cũng phải đưa ra quốc hội để bàn thảo, mà nó không muốn đưa tiền cho mình, không viện trợ cho mình thì cứ đổ cho mình tham nhũng. Mình tham nhũng mới chẳng Việt Cộng tham nhũng. Bây giờ thì có lẽ người ta nói là Việt Cộng nó tham nhũng gấp 10, gấp trăm lần ngày xưa. Thì hồi xưa cũng vậy nữa chứ, làm Hồi sao mình biết. xưa thì Hồi xưa nó có gì đâu mà nó tham nó không có gì để tham nhũng, thành thử ra nhũng. là cái tốn kém để viện trợ cho miền Bắc và tốn kém với viện trợ cho miền Nam á, thì chắc có lẽ nó cũng có khác nhau. Do đó mà tại vì ông có nói đến vấn đề so sánh là quan thầy ở ngoài Bắc thì vẫn tiếp tục mà quan thầy ở miền Nam thì không không thích nữa, thì từ đó nên có nhiều người người ta nói rằng bởi vì bên trong mình làm cho quan thầy nữa, cái người Mỹ nó chán, thì ông có nghĩ rằng Tôi có không điều đó nghĩ đúng như không? thế đâu, bởi vì sau khi Mỹ bắt tay được với Mao Trạch Đông hồi năm 72 rồi thì Mỹ đâu có cần mình nữa. Tức là theo ông thì nó là cái cuộc diện thế giới Và nó mà cuộc thay diện đổi. thế giới như vậy thôi, chứ còn tôi không nghĩ là mình tham nhũng, mình có gì đâu mà tham nhũng. Thưa ông, xin ông kể tiếp về sau khi ở Guam thì ông ở Guam bao lâu rồi gia đình được chuyển đi đâu ạ? Tôi thật sự ở Guam thì tôi không nhớ được bao lâu, nhưng mà tôi đi 22 giây thì chỉ 2 3 ngày thì họ đưa sang Guam. Sau 3 giây tháng 5 á thì họ đưa tôi về Pendleton. Penitent, Pendleton cứ đưa đi mà chả biết là đi đâu cả, nhưng mà lúc đó thì họ cứ cái chỗ nào nó tiện nó trống thì họ đưa tới. Có người thì đi tuốt sang bên Wake, có người thì đi tôi thì đi về về Pendleton. Penitent rồi sống ở Penitent bao lâu ạ? Tôi ở Pendleton chắc được 1 tháng. Tôi ở đó thì đâu tháng 5 thì tôi mới đến đó. Thì đâu 3 6 giây thì tôi đến đây rồi. 6 giây tháng 6. Tức là Thì ở trong Benetton khoảng hơn tháng gì đó, gần tháng nữa. ông có thể kể cho cái đời sống trong trại Benetton nó như thế nào Trong đời Pendleton thì thật sự là mình chỉ muốn đi ra. không? Ở trong ấy nó nhàn, nó chơi không à. Ăn uống thôi chứ không có làm gì cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ là đi ra để cho cuộc sống nó ổn định hơn. Mình cứ nghĩ rằng mình đi ra là sướng hơn, nhưng mà thật sự mình đi ra đi làm nhiều hơn ở trong đó. Trong đó thì cứ ăn xong rồi đi gặp nhau, có nói chuyện thế thôi chứ có làm gì đâu. Thưa ông thì ông làm cái gì để mà bắt đầu cuộc sống mới để nuôi 7 người con và 2 người cháu là 9 Thì ông các bà? cháu thì nó đi học thì tự nhiên là nó cũng làm được, như mấy cháu lớn, các cháu lớn nó 18, 19 tuổi thì nó đi làm cũng phát xuất bậy bạ đó để nó sống. Thế còn thì tôi sau đó tôi kiếm được việc làm. Thông ông có đi học lại không? Sau bên này thì Có, tôi có đi học lại nhưng mà tôi đi học có 2 năm về accounting. Sau đó thì ông làm việc nghề accounting. Rồi tôi làm cho một nhà băng. Thì Không. từ một thẩm phán là xuống làm nhà băng kiểu kiểu băng như là làm gì trong đó, là thư ký Thì hay là tôi làm về accounting accounting? về thuế. Cái chuyện nó thay đổi lớn quá như vậy, có lúc nào mà ông đi làm mà thấy nó cũng hối tiếc hay là nó Không, cũng tôi thật sự là không có gì hối tiếc cả.
Bởi vì cái lúc đó thì tôi tính sang thì cũng tính đi học luật trở lại. Nhưng mà có nhiều người ta nói rằng anh đi học luật thì anh không có kiếm được việc làm, không bao giờ anh kiếm được tiền cả. Bởi vì có những người Tàu gốc Mỹ, họ sanh đẻ ở Mỹ, học luật chưa bao giờ có khách hàng, không kiếm được tiền. Thì thành ra mình cũng hồi đó là người Việt Nam ít, mà cho đến bây giờ thật sự kiếm được khách hàng cũng đâu phải là dễ. Luật sư bên Mỹ này biết bao nhiêu là người. Thì thành ra tôi cũng may mắn mà kiếm được việc làm của một ngân hàng. Thì ban đầu thì làm accountant junior, là sau cùng thì tôi sau 17 năm thì tôi cũng làm bank officer được. Nhưng mà rồi lúc đó mình về hưu rồi mà tôi làm về thuế, và cái thuế gọi là thuế di sản thôi. Coi như là asset cho những người mà coi như họ Cái họ thuế mà người có tiền người ta để lại đó, chết là để lại đấy, dạ vâng, vâng, di sản di là di sản, sản. dạ vâng. Thì thuế đó thì bây giờ họ cũng bớt thuế nhiều lắm, thành ra cái thuế đó bây giờ cũng ít người làm. Dạ vâng. Thưa ông thì trong gia đình ông có giữ lại truyền thống Việt Nam hay không? Có chứ, Trong dạ. tức là bởi vì nhà tôi bà ấy mất rồi, Dạ. nhưng mà lúc còn nhà tôi thì cũng như là truyền thống Việt Nam vậy. Nhưng mà đặc biệt nhất là cứ mỗi thứ bảy thì chúng tôi họp, con cái họp lại để ăn uống với nhau. Dạ. Dạ vâng. Có giữ về vấn đề ngôn ngữ hay là Ngôn ngữ thì con thì nói tiếng Việt nhé, cháu có nhiều đứa nó lớn thì nói tiếng Việt, nhất là khi mà nhà tôi còn đó, mà giữ các cháu thì nói tiếng Việt thì nó nói khá lắm. Nhưng khi nhà tôi mất tiền thì tôi trông chúng nó, tôi coi nó ở nhà với tôi thì tôi đi đó, nó đi học tôi đón nó về, xong rồi tôi cũng coi tivi của tôi, nó coi tivi của nó. Thành ra nói tiếng Mỹ giỏi hơn là tiếng Việt lâu là nước Việt. Bà nhà mất lâu chưa? Nhà tôi mất được 10 năm. 10 năm nay rồi, dạ vâng. Thưa ông thì trong gia đình đó thì có 7 người con, những người đó đều học tốt cả và có nghề Vâng, nghiệp tốt tôi cả, dạ. cũng bây giờ thì cũng làm cho chính phủ liên bang nhiều hơn. Rồi những người đó cũng lập gia đình đầy đủ hết rồi Thì cơ. ông lập gia đình hết Ông có bao nhiêu người cháu bây giờ thì chưa có 18 đứa cháu cơ? đâu rồi. Là mình thành thế gia đình thì cũng Trong quá lớn. gia đình hồi xưa sang lèo tèo có bao nhiêu người, bây giờ mà họ hàng cháu chắc trở lại chụp trong cái hình này trong người không có đến trăm. Gần 100 rồi bác hả? Trăm. Thưa ông thì theo ông thì cái đời sống những ngày đầu để mà nhập vào cái đời sống mới này, cái gì khó khăn nhất cho gia đình ông? Khó khăn nhất thì tôi nghĩ vẫn là vấn đề ngôn ngữ. Bởi vì cái hồi trước thì mình cũng cũng không mấy học tiếng Anh, hồi bên Việt Nam tôi cũng bao giờ nghĩ đến cho con cái đi đi học ngoại quốc, cái du học á. Tôi vẫn nghĩ là đi du học mà hậu đại học thì tốt hơn. Nhưng mình không nghĩ, mà chính tôi cũng chả bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đi ra ngoại quốc mà học tiếng Anh. Nhưng đến khi tôi sang đây tiếng Anh cũng cũng là tiếng Anh học lý không à, thành ra nói năng nó cũng cũng dở. Thành ra mà tôi đi làm được thì tôi không hiểu tại sao tôi làm được. Học accounting thì lúc bây giờ cũng có thời giờ để học tiếng Anh trong trường Thì chứ học tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh ạ? viết thôi chứ nói cũng ít, thì mình sau này mình phải coi tivi viết rồi nghe nó mới quen đi, chứ còn trong trong học mà học ở học trường community college rồi họ nói ít lắm, thành đông là mấy ông giáo sư ông cũng nói ít lắm. Bây giờ ông nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay đây, ông thấy nghĩ lại cuộc sống ở Việt Nam trước đây của ông thì ông nghĩ nó có khác gì không, mà khác như thế nào? Thì tự nhiên là mình không có những cái chức vụ quan trọng như thế nữa, thế nhưng mà cái đời sống thì tôi vẫn nghĩ là cũng không đến nỗi nào lắm, ít nhất còn hơn trước, vì đời sống vật chất nó vẫn hơn trước, nhất là con cái. Ông có cảm thấy rằng ông đã vào quốc tịch giờ rồi chưa? Có, tôi vào quốc tịch từ năm 1990. 90. Bây giờ ông nghĩ trong đầu ông là người Mỹ gốc Việt hay là ông là người Việt Nam hay là ông là ai? Tôi vẫn nghĩ tôi là người Việt Nam.
Còn vấn đề vào quốc tịch thì sao? Thì vào quốc tịch thì thật sự tôi làm cho nhà băng thì họ đâu có cần quốc tịch. Nhà băng. Thành những cái hồi đó tôi vô quốc tịch thì tôi cũng muốn có cái passport để đi đi Pháp, đi chơi ngoại quốc nữa. Nhưng cần mỗi quốc có cái passport thì nó đi dễ hơn. Cái kỷ... các con tôi thì vì lý do là nó phải có quốc tịch mới đi làm được. Ông có thể nhớ lại cái ngày đầu tiên đó mà ông đi làm đó, ông nhận được cái check đầu tiên cho trả lương của mình thì nó có cái cảm tưởng như thế nào, ông có thể nhớ lại không? Cái lúc đó thì tôi mà đi làm được, kiếm được việc ở trong nhà băng là một cái chuyện rất là, trong các bạn bè cùng cùng lớp, cùng di cư, cùng tị nạn với tôi thì họ bảo sao lại kiếm được việc tốt như thế. Vì hồi đó mà làm việc ở nhà băng thì là phải mặc đồ lớn chứ đâu, quay lắm nghĩa là cũng khá chứ còn thì hồi đó mình không biết mình cứ nghĩ là làm nhà băng là khá lắm, nhưng mà thật sự đi làm cho cao đi thì nó vất hơn mà đi làm được nhiều tiền hơn, về hưu cũng khá hơn. Chứ nhà băng cái hồi đó thì là thật sự là nó là cái công việc mà nó ít lay off nhất. Nhưng mà sau cùng ấy, từ năm 80 trở đi thì cái nhà băng nó lỗ vốn nhiều quá. Cũng đầu tư bậy bạ này. Thành cũng bị lỗ vốn. Lỗ vốn thì cái ông Mỹ mà khi nào mà lỗ vốn là cái việc đầu tiên của hắn là sa thải nhân viên. Cut expense. Mà expense mà nhiều nhất là expense về nhân viên. Thì là khi lỗ vốn là sa thải nhân viên. Ông có bao giờ bị sa thải chưa? Tôi bị sa thải chứ. Năm 94 thì họ cũng downsizing đó, họ sa thải. Nhưng mà lúc đó tôi đã đến tuổi về hưu rồi thì tôi về hưu luôn. Ông còn nhớ cái kỷ niệm mà lúc đầu tiên mà mua được căn nhà vào lúc nào không? Mà những năm nào mà mua được căn nhà mới đầu tiên? Căn nhà đầu tiên. Tôi mua căn nhà năm 78. Ồ, sớm vậy. Nó cái nhà đó nó nhỏ, tôi hồi đó 60 ngàn. 60 ngàn thì tôi có tiền để dành đó. Thì tôi đau cái ăn thì tôi vay được có 40 ngàn. Một tháng thì trả có 340 đồng thôi. Nhưng mà chắc ông phải mua nhà sớm bởi vì đông con có thuê nhà không được. Thuê nhà thì họ cứ Mỹ họ cho thuê ít người lắm. Mình cũng khai láo. Mình cũng khai con có mấy đứa thôi. Nhưng mà nó Mỹ bên cạnh nó bảo sao anh khai có 6 đứa mà sao nhiều thế. Cứ đi ra đi vào rụp rụp. Thế ông thì ông từ hồi mà sang đến giờ ông có dịp về thăm lại Việt Nam chưa? Chưa, tôi chưa, chưa. Về. Vì sao ông chưa về? Tôi không thích Việt Cộng. Dạ vâng. Nhưng mà có bà con bên nó cũng có liên lạc chứ ạ? Có chứ, có. Dạ, bạn bè tôi ở Hà Nội rất là nhiều. Dạ, cứ nói tôi về chơi một lần cho biết mà tôi cũng chưa về. Thế dạ. Tôi còn một người em á. Dạ. Người em rể á. Dạ. Anh ta có con ở đi làm bên đó. Dạ. Dạ. Theo ông thì ông nghĩ rằng một người trẻ mà Mỹ gốc Việt ở đây thì cái model đó, tức là cái gương mẫu, một người gương mẫu thì là phải như thế nào, một người trẻ Mỹ gốc Việt gương mẫu là phải sống như thế nào, phải giờ sống ra sao? Gương mẫu nếu theo tôi nghĩ là những người đã đi học bên Mỹ này đã biết thế nào là tự do, dân chủ và nhân quyền ấy, thì không thể nào ưa được anh Việt Cộng cả. Vì cái Việt Cộng là nó trái hẳn những cái điều anh đã học ở đây rồi. Mà anh đã học ở đây rồi mà anh vẫn còn thích Việt Cộng thì tôi nghĩ là không đúng. Theo ông thì cái cộng đồng của mình 10 năm, 20 năm nữa nó sẽ như thế nào? Hỏi như thế cũng nghĩa là muốn nói đến vấn đề mình còn giữ được truyền thống không? Người trẻ còn sống nếp sống của Việt Nam truyền thống không? Hay là họ sẽ bị coi như là đồng hóa hết? Tôi nghĩ thì họ cũng mỹ hóa cũng nhiều chứ, nhưng mà rồi rốt cục lớn lên người ta sẽ tìm về nguồn ấy. Ông cái đời sống của ông cũng trôi nổi nhiều lắm, ông cũng cố gắng dù là con cháu trong hoàng tộc. Nhưng hoàng tộc chẳng giúp gì mình hơn là làm khó khăn cho mình. Nhưng ông đã ngoi lên làm tới chánh án tòa thượng thẩm cũng là... Tôi chỉ làm hội thẩm. Hội thẩm, dạ vâng.
coi như là hội thẩm của coi như là một ông chánh án rồi là chánh án hội thẩm phải không ạ? Cũng là Vâng. chánh án rồi. Rồi Chánh án thì nó chỉ là một chức chức vụ thôi vụ còn thôi, còn nhiệm vụ rồi cái ngạch kêu function là thẩm phán, là thẩm gọi là phán. thẩm phán nhé. Ôi thẩm phán. Hội thẩm cũng chỉ là một chức vụ thôi. Dạ vâng. Thành ra mình phải nói là ông làm tới chức thẩm phán tòa Thương thẩm. thượng thẩm là đúng Vâng. nhất. Dạ vâng. Hội thẩm thôi, thương thẩm. Dạ vâng. Rồi đến khi lại tay trắng đến một cái nước mà chắc là tiếng Anh ăng lê của ông lúc đó là cũng không có Cũng nhiều không lắm phải ăn không? ăn đâu. Dạ. Là bắt đầu lại từ đầu tất cả mọi thứ thì tất cả những cái trôi nổi khó khăn trong cuộc sống nếu như thế thì ông rút được cái kinh nghiệm gì mà ông muốn Thứ nhất truyền là lại mình nè? phải đừng có nuối tiếc, Dạ. đừng nuối tiếc di văn, Dạ. mình phải tìm cách để thích ứng ngay. Dạ. Lúc tôi mới sang đây tôi đi làm cái gì, tôi đi làm ở trong một cái nước sinh hồn Dạ. mà xa lắm chứ không phải gần. Tôi phải dậy sáng từ 4 rưỡi sáng Dạ. đi bộ cho đến cái xe bus đầu tiên nó khởi hành lúc 5 rưỡi, Dạ. đi lên đến DC đổi một xe bus mới đến tới cái sở làm, mà chỉ lương chỉ được có 2 đồng 65 xu một giờ thôi. Nhưng mà tại sao tôi đi làm như vậy là tôi muốn tiếp xúc với người Mỹ để mà học tiếng Anh. Dạ. Nhưng mà tôi chỉ làm được có 6 tháng rồi, rồi tôi cũng quyết về đi học. Ông mong đợi gì ở cái giới trẻ người Mỹ gốc Việt ở đây? Tôi nghĩ là người Mỹ gốc Việt sau này họ sẽ vào được cái chính mạch của Mỹ. Dạ. Rồi có thể biết đâu Obama là một người thiểu số còn làm tổng thống được thì người Việt Nam sau này cũng có thể ra ứng cử tổng thống. Mà lúc đó thì không ai nghĩ tới là người Việt Nam là người thiểu số nữa. Bởi Dạ. vì đã có một president là ông Obama. Dạ. Ông là Mỹ đen, thiểu số rõ ràng Dạ. mà lại làm tổng thống nước Mỹ Dạ. mà lại thắng rất là lớn. Dạ. Đè bẹp cả ông Mắc Anh. Dạ. Trong khi ông ta có 349 phiếu Dạ. phiếu quốc hội Dạ. mà đè bẹp cả ông ấy. Dạ. Rất tiếc là ông ta làm được việc rất là nhiều cái việc rất là từ trước thì chưa ai làm được, như là cái vấn đề healthcare, Dạ. vấn đề về về vấn đề tài chính, Dạ. cải tổ tài chính Dạ. là những việc chưa ai làm được. Nhưng mà có thể là vì vì vấn đề chủng tộc chăng Dạ. mà ông ấy không được công nhận. Thì đầu đến giờ thì ông bị hỏi bây giờ cuối cùng là để mời ông có nếu có cái chuyện gì hay vấn đề gì ông muốn nói và ông muốn chia sẻ thì mời ông có thể chia sẻ vào cho Tôi thì tôi nghĩ rằng là câu hỏi thì hay hơn, thì tôi chẳng biết có gì để chia sẻ bởi vâng. vì kinh nghiệm của tôi chẳng có bao nhiêu. Dạ vâng, thì tất cả những cái điều trong cuộc đời của ông qua những từ di cư vào Nam rồi di cư sang Mỹ rồi đổi nghề một cách nghĩa là bất chợt như thế rồi tất cả những cái điều đó đó thì cái kinh nghiệm nào mà là cái kinh nghiệm mà ông nghĩ rằng nó ông phải trải qua ông phải bỏ nhiều công sức nhiều mồ hôi nước mắt nhất để đi qua và ông muốn chia sẻ với giới trẻ. Theo tôi nghĩ cái gì, cái vấn đề là phải tìm cách thích ứng cho thật mau. Dạ. Chỉ có thích ứng được thì mới có thể vươn lên được. Chứ nếu mà anh không chịu thích ứng với hoàn cảnh thì anh không bao giờ anh vươn lên được cả. Dạ. Thì mình vào cái hoàn cảnh nào mình cũng thích ứng được Dạ. thì mình sẽ sống. Dạ. Rồi do đó là mình sẽ vươn lên dần, Dạ. phải đi học. Dạ. Và làm thế nào để thích ứng hả thưa? Thì nghĩa là đừng có nuối tiếc, Dạ. đừng nuối tiếc cái chí vãng. Tôi sang đây đang làm một cái chức như thế mà trở về đi làm trong một nước sinh hôn mà tôi thích ứng được Dạ. thì không phải ai cũng làm được như thế. Có lúc phải quên cái chuyện xưa đi à Và đúng là phải quên cái chuyện xưa đi. vâng. Nếu mà mình không có cái hoàn cảnh như xưa thì những cái dĩ vãng của mình thì nó không phải tạm quên đi để mà thích ứng với hoàn cảnh trước trước mắt được. Rồi mình phải cố gắng, mình phải đi học. Hồi đó tôi vừa đi làm full time mà tôi đi học full time mà nữa.
tối nào cũng đi học 3-4 tiếng đồng hồ, đi làm về là đi học 3-4 tiếng đồng hồ cùng với con gái tôi. Thưa ông là ông thấy là cái sinh hoạt cộng đồng của mình, nó thấy ông có nhận xét như thế nào? Và tôi về cộng đồng thì tôi chỉ biết cộng đồng ở đây thôi. Thì cộng đồng ở đây theo tôi nghĩ không phải nói khoe, nhưng mà tôi là một trong 18 người mà đã viết nên cái hiến chương của cộng đồng. Cái cộng đồng này á, chúng tôi phải bỏ đến 18 tháng để viết cái hiến chương đâu. Thế mà tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng này cái cộng không thể là mua chuộc được. Tại sao? Bởi vì cái cộng đồng ở đây đó, nó có hai thành phần. Một thành phần là cá nhân và một thành phần là hội đoàn. Cái cá nhân thì nó anh con nuôi mình không biết được. Ơn nôn mình không biết cái anh đó cái background của anh ta là thế nào. Nhưng mà cộng đồng và hội đoàn là mình biết rõ. Cái thành ra hội đoàn mà đã gia nhập cộng đồng thì mình yên chí là cái hội đoàn này là cái hội đoàn chống cộng. Bởi vì cái hiến chương của cái cộng đồng cùng hòa thịnh đốn này là cái hiến chương chống cộng. Cái điều mà chống cộng là không thể thay đổi được trong hiến chương. Không thể thay đổi được. Cái thành ra cái cộng đồng này bắt buộc phải là chống cộng. Mà nếu thật sự nếu không có cái cộng đồng này á, chống cộng thì phải cộng mới làm được rồi. Bởi vì khi nào Việt Cộng mà thọt ra mặt là đã bị cộng đồng này chặn đứng lại. Mà các anh không thể mua chuộc được hội đoàn. Mình có thể mua chuộc được cá nhân, vì cá nhân mình không biết họ cái bác cao của họ. Thế nhưng mà cộng đồng mình rất rõ cả cái anh này. Thưa ông là ông có thấy giữa cái giới lớn tuổi và giới trẻ hôm nay có cái sự cách biệt nhiều lắm không? Theo tôi nghĩ thì thật sự là cũng không có gì cách biệt. Nếu mà giới trẻ chịu khó đi họp với người lớn tuổi thì chúng tôi rất là hòa đồng chứ. Vẫn mong là cộng đồng này có thành phần trẻ để tham dự vô. Tham dự cộng đồng bây giờ là những người trẻ cũng nhiều chứ, 60, 50 cũng nhiều, 40. Thế còn trước đây thì thật sự giới trẻ còn trẻ quá. Nhưng bây giờ họ cũng học lên được nhiều kinh nghiệm rồi thì họ cũng hóa thành trung niên hết rồi. Giới trẻ sau này thì họ thường nói là những cái sinh hoạt cộng đồng phần lớn là gom vào cái sinh hoạt và các em thì thường hợp tác cũng như là sốt sắng về những công tác giáo dục hay văn hóa này kia. Nhưng mà về chính trị đó thì tại vì cái cộng đồng mình thường là nhắm vào vấn đề chính trị chống cộng mà nói rõ là hay biểu tình kiểu chỗ này chỗ nọ, nhiều em thì họ lại không thích cái phương cách đó, thì ông nghĩ rằng như thế nào để có một lời khuyên cho các em? Thật sự ra thì cái nó tôi nghĩ là nó có hai mặt. Một mặt mà cái mặt nổi ở bên ngoài là biểu tình. Bởi vì nếu mình mà không biểu tình mà không có đưa được ra cái điều mà mình chống đối thì nếu mà mình không biểu tình đó thì làm sao mình nói ra cái ý chống đối của mình được. Cái lối mình không đồng ý với cái chính sách của Việt Cộng được. Nhưng mà vẫn cái mặt sau đó là cái mặt chính mạch của nó là phải đi vào chính trị bằng cách lobby, đi vận động quốc hội. Chứ còn cái biểu tình vẫn phải cần thiết. Vì nếu không biểu tình thì làm sao biết là chống đối. Chắc là cái vấn đề biểu tình các em cũng có nói là mình biểu tình mình ra mình la lối, mà nhiều khi thậm chí biểu tình biểu ngữ cũng tiếng Anh cũng rất ít, hoặc tiếng Anh rất sai, hoặc dạ là biểu tình như vậy nhưng mà không có những cái sự, tức là trước khi biểu tình phải có liên hệ với bên trong, trong khi biểu tình và coi như là follow up này kia đó thì mình cũng hơi kém cái phần đó, nên các em thấy nó không có hiệu quả. Mà mỗi người thì phải lo cái công việc của mình là chính, thành ra thì giờ không có nhiều, mà nếu mà làm xong thì bỏ đi về thì đâu vẫn hoàn đấy, thì họ thấy rằng cái cách làm mà nó không có hiệu quả lắm chăng hay thế nào đó. Ví dụ như bây giờ mình nói này, ví dụ như có một phái đoàn Việt Cộng tới đây mà mình biểu tình mà có đội chừng 10.000 người, 20.000 người đi biểu tình thì họ có sợ không? Họ sợ chứ.
Ngay bây giờ chỉ có được 200-300 người mà những cái anh Việt Cộng sang đây cũng toàn phải đi lối cửa hậu cả. Đâu có dám đi vào công khai, không dám trường mặt với những người biểu tình. Dù biết là cái sự biểu tình nó cũng cần thiết chứ, cũng có hiệu quả chứ. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn được những cái họ cần. À, thì họ cần thì cái đó thì mình nó ngoài thẩm quyền của mình thì mình chịu. Người ta bảo là where the meat nữa thì họ được meat, mình được tiếng, còn họ được cái gì có. Cái đó thì mình chịu, bởi vì cái người người chủ nhà của mình họ thích như thế thì mình chỉ là khách thôi thì mình làm nào được. Dạ vâng, Vì cảm thế nên mới cần những cái lớp trẻ để đi vận động hành lang đó. phố cổ. Ý các em là các em rất muốn đi vào đường chính Đấy, đúng và rồi. Dùng cái đó để Thì mà bây đánh lại. giờ hồi trước ấy, thì cộng đồng nó có anh Nguyễn Đình Thắng. Anh Nguyễn Đình Thắng là mà chủ tịch chấp hành cộng đồng. Mà anh Nguyễn Đình Thắng thì ai cũng nhận là anh ấy là mạch định, anh ấy là vận động hành lang rất là hay. Nhưng mà tiếc rằng anh chỉ làm được có một nhiệm kỳ, anh không làm nữa. Vâng, cháu thay mặt cho Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Việt cảm ơn ông rất nhiều, vì ông đã trải cuộc đời của mình ra, thấy cuộc đời cũng rất là trôi nổi, đòi hỏi rất nhiều cái cố gắng mà ông đã vượt qua tất cả, và cuối cùng thì ông đã nhận lời và muốn nói cho giới trẻ hôm nay và sau này về những kinh nghiệm đó, thì xin chân thành cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông những ngày còn lại những ngày êm đềm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn cô và quý hội đã vui lòng cho tôi cái dịp để nói lên cái vấn đề của tôi. Cái cuộc sống của tôi thì nó cũng bằng phẳng, nó cũng chẳng có gì là hay ho cả. Nhưng mà thật sự là thì mình cứ phải thay đổi, thì tôi vẫn nghĩ là tôi thích ứng được. Vâng, Dạ, xin cảm cảm ơn ơn cô. ông rất Cảm ơn nhiều. cô. Vâng, xin gửi ông cái này để ông biết thêm về hội ạ. Vâng. Dạ vâng.